Chào mừng các bạn đến với kênh Pet Stock. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại thuốc chuyên cho gà con, vừa có khả năng điều trị hô hấp và tiêu hóa. Đây là cái chai nhỏ 10ml. Chúng ta sẽ xem ở cái hộp lớn cho nó dễ. Kháng sinh đó là Norflox. Norflox này có thể điều trị các bệnh như là viêm phổi, tiêu chảy. Nè, ở đây chúng ta có thể coi đặc trị tiêu chảy, phân trắng ở lợn con, khò khè, khẹt vịt. Cách dùng và liều lượng: ngang gà vịt nhỏ 5 giọt vào miệng, hạt pha 1ml trên 1 lít nước uống. Lợn con theo mẹ 1ml cho 10 tới 20kg thể trọng. Khi có bệnh nặng dùng gấp đôi, dùng liên tục từ 3 tới 5 ngày. Liều phòng bằng phân nửa liều điều trị, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ok. Lưu ý lắc kỹ trước khi dùng, bảo quản nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30 độ. Norflox đặc trị: lợn con tiêu chảy, phân trắng, ủ rũ, bỏ ăn, phù đầu, phù mặt, co giật, tím tai, đỏ da, gà xả cánh, màu thâm, khô chân, chướng diều, hen, phù đầu, vịt ngang kêu khẹt, chảy nước mũi, ngoẹo cổ, bại chân, phân trắng, phân xanh. Thì cái kháng sinh Norflox này nó rất là giống với kháng sinh Enteroflossacin. Thì thông thường thì người ta xài cái Norflox này cho các động vật còn non, dưới 1 tháng tuổi, còn trên 1 tháng tuổi thì chúng ta nên xài Enteroflossacin. Ok. Thành phần thì trong đây gồm có Norflossacin, công dụng trị tiêu chảy, viêm ruột, tụ huyết trùng. Ngưng thuốc 7 ngày trước khi giết mổ, có nghĩa là trước khi chúng ta ăn thịt 7 ngày thì chúng ta phải ngưng thuốc. Nếu không thì thuốc nó sẽ thấm vào thịt, thì chúng ta ăn giống như chúng ta uống thuốc, từ từ nó sẽ lờn thuốc. Không có bệnh mà uống thuốc là từ từ nó sẽ lờn thuốc. Ok, còn đây là hình thức một cái chai nhỏ 10ml. Cái kiểu dáng như thế này để chúng ta có thể trực tiếp nhỏ vào miệng của con gia cầm. Nước nó màu hồng hồng các bạn. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn vui lòng nhấn like, chia sẻ để cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.